làm kiểm lâm số 1 à, là mình lên đây chút xíu nữa là mình nhìn. Còn sao nó kiểm lâm mình ta? Không, đây thì cũng có gì đâu mà nó cũng biết mình đi chơi mà. Kêu nó kiểm hỏi có lượng gạo cho em xin lon. Đây phụ nữ và trẻ con không? Không có gì đi kiểm. Đó, chút nữa thì mình không nói trên xe có thủy cái cho nó tiền. Cái gì chút nữa anh lấy xe em chạy xuống dưới đây nè, xuống mấy nhà nè anh muốn. Rồi à, anh có bắt con khỉ không? Trong đây em có con khỉ. Trên xe có thủy nè anh ơi. Hình như là đi lên nó không bằng kiểm, nó đi xuống nó mới kiểm đúng không? Đi xuống nó mới kiểm. Nhưng mà không sao đâu, mình chơi ở đây mai phen mà. Đúng rồi. Xe du lịch nó kiểm gì cho lắm bạn. Trời ơi, lên tới đó luôn á. Đó là của bồ của ổng là đi lên Tú trên đó đó. Ngay chỗ may may đó đó. Nó là Đà Lạt 2 mà. Em biết xe này lên đó là phải đợi số 1 đi đó đi. Tắt hết máy lạnh. Đi số 1 chứ đi số 2 lên không nổi. Dốc. Lên cái dốc đó nó đứng lắm. Tính ra là Việt Nam mình biết ơn ổng nhiều lắm á chứ. Những cái viện vaccine cho đến những cái như cái thành phố Đà Lạt đó là ai mà khai thác thụ nếu không có ổng. Rồi chơi bãi đây nè anh ba, mình tới đây nè, bãi đây nè, mình chơi là mình chơi bãi đây nè. Mình chơi ở bãi này hả? Vâng, bãi này là bãi thiên nhiên, nói chung là bãi này là bãi sạch, không có lúa nha, vệ sinh các thứ đâu. Đúng có người kìa. Ừ. Đâu vậy? Một đoàn luôn. Có chưa? Bên đây sao đông vậy? Không tránh dịch lên. Ồ. Rồi mọi người cứ bình tĩnh nghe. Cái này nó bằng ha, ở trên đất Bắc nó dốc hơn. Suối Đá Giăng ở Nha Trang. Wow. Rất là thiên nhiên luôn. Đi đâu rồi em? Đây Lý Hiền. Lý Hiền đi đến đây chưa? Chưa hả? Lần đầu tiên hả? Cái này thì nó bằng ha, ở trên Đắk Lắk thì dạng như có thác đổ xuống, để coi coi để kiếm coi. Cái này bằng. Ủa bạn đi đâu vậy? Ôi giời. Hello. Nhà vệ sinh ở trên. Mà anh đâu cần nhà vệ sinh. Wow, có một đội bên kia có nhạc sập sình luôn á. Ở bên kia hình như có đem cái cái lo bluetooth. Ồ, có bảng cấm nè. Nước sâu đá trơn cấm tắm khu vực này. Ủa sao có bảng? À quỷ này có bồ, chắc có bồ luôn nè. Đây thấy bảng tắm rồi. Ở đây được rồi, không nên đi xa. Ở đây nấu nướng rồi, ăn rồi, ai rồi. Ai muốn đi thì đi. Tắm xong về về anh đi chụp hình cho tôi. Bố vợ tắm chị em, các chị em đi chụp hình cho tôi. Ở bên đây mọi người có đem lo để hát nè. Đi cẩn thận nhé con. Ồ trên đây cũng đẹp quá nè chị. Nhưng mà cái suối này nó phần phần đúng không? Không có phải dạng mà cái ngay cái chỗ mà cái thác á nó đổ xuống. Ở bên kia cũng có một đội. Ở bên kia đang nướng gà. Có một đội cũng nướng gà. Cẩn thận nha. Nhảy qua nó kiểu gì ta? Thì đi qua thôi. Dễ mà. Nước không.
không có nước gì hết á, nhảy qua thôi. Nó mấy cái rảnh đá vậy nè. Khoan khoan bé ơi, Su. Còn nãy tự điều chỉnh rồi hả? Ừ. Chống rung. Cái này mình bao nhiêu tiền? Đây. Đấy. Tôi không đồng. Em thấy ở bên kia nướng bài bản lắm nha, nguyên con gà dắt lên á, bên đây chắc nghi nướng không dắt rồi. Vậy là giờ gà nướng đổi thành gà nấu cháo hả anh Cường? Cường ca ca, giờ thành gà nấu cháo hả hay gà luộc? Gà nấu cháo đi. Có gạo không? Gà luộc hết á. Rồi còn con nữa làm gì? Rồi bây giờ để nhờ ông chú ông làm con nữa, mình lo bắt đầu mình mới nướng. Con đó bắt đầu mình mới nướng. Trời ơi, nắng thiệt chứ. Tội nghiệp quá à. Có cái nón gì không? Chị Dung. Bà này tôi không kêu bà bằng chị đâu. Mày tao thôi. Bà Dung bên kia kìa, bà kêu với vậy. Chị Dung, cái nón kia đâu, rút cho Cường ca ca đi, nắng chết cha. À, có phải là kêu mày tao dễ chia gạo á? Chứ sao? Trời ơi, ngày xưa kêu chị chí chóe, giờ nói ra. Mày tao thôi nha mày. Này, đem xuống cho... Nè, con đem xuống cho... Vậy cho chú Cường đi. Nắng quá. Không phải cho chú Cường á chứ đi mẹ chi. Đội giống lên. Sao mà đội chỗ này nó rốt xuống sao vậy em? Đó, trời ơi nắng quá trời nắng. Nước trong quá ha. Nhưng mà biết sao không, hôm bữa em đi trên Đắk Lắk á, có cái suối đã lắm anh Cường. Còn cái này là giống như là nó chảy xuống cái vùng này, nó bằng bằng đúng không? Nó không phải là cái thác mà nó đổ xuống đúng không? Cái này là dạng là suối thôi. Suối này là nước ấy, tất cả cái miếng nó đổ về. Ừ. Về xong nó xuống cái hồ này á. Ừ. Rồi. Quá good. Giờ là cho mình bỏ một mít nước vô hả hay là mình nước kia nấu là mọi người muốn ăn nước này, tôi thấy nước này là ngon hơn. Nước ở ngoài. Đây mấy cái nước này nó đổ kìa. Ủa sao nó mở không vậy? Cẩn thận nha. Ai! Hồi nãy giờ em la hết mấy cái rồi. Hai dung rồi đó, hai dung mém một xíu nữa là chụp ớt rồi đó. Ok. Ê cầm dao anh Cường. Thiên nhiên. Cầm dao kìa. Trời ơi. Ta bỏ cái dao chọc vô cái nồi đi, ghê quá. Cầm chảy thùm sọc. Rồi. Không, em lấy cục này ra, quay lại, hoặc là quay lấy một cái góc nhọn thôi, đó. Ủa, dạo ở đâu vậy? Rồi. Dạo của chú á. Rồi. Rồi bây giờ sang nữa qua. Sao nãy giờ chơi không mà tay chân cũng lấm len dữ người ta. Ở dĩa hả? Tại nó để hơn nhanh luôn. Ừ. Từ từ đừng nóng vội. Rồi. Sướng mỗi lúc, ở đẹp lắm, lên hình đẹp lắm. Trời ơi. Không phải quay á. Quay tao cái dáng đi.
À, tạo dáng. Ồ. Trời ơi cái dáng này mình đi lật rau ta. Nó bị lộn á. À. Ờ, thon chưa đủ thon chưa? Đấy. Mà thon nổi. Nào. Không có mạng luôn. Không có mạng hết trời ơi. Đấy. Bà Dung kia sầm điệu ha, nhìn giống như dân chơi đi lật rau á. Đi vô phá rau á chứ. Dung là không. Mà Kim nữa. Ở hai bà cho nó giống cái ba sao. Ờ. Nguyên cái mông cải. Cải. Này hình như nó hư rồi đúng không? Đẹp ghê chị, vô đi, vô lật luôn đi, lấy cảnh. Sao vậy? Để một xíu ăn nhiều dễ, nói tôi cũng có lật rau. À. Đeo kính râm ngặt rau chứ mang tiếng ghê, đeo kính râm ngặt rau. Trời ơi, hình chưa? Có nhìn thấy cái gì không? Cái màu mà. Mới lặt đúng rồi. Lặt cái kiểu gì mà coi nè. Trời ơi. Lặt gì nè. Đeo kính râm, đeo kính râm thì chỉ lặt được như vậy thôi. Không có cái gì đâu. Lặt gì, có bộ tổng đô ra mà ăn chữ nó sẽ trời. Thảo nào ông ấy bảo phải học vợ tôi là đúng rồi. Trời lặt ơi. Tôi đi lặt lại gì? Học nha, lặt rau úng rồi đó. Kim ơi đừng lặt nữa, đừng có lặt rau rau nữa, lặt cái rau khác đi. Các kiểu, bao nhiêu là rau kiểu này là ngon nhất. Không hiểu lặt cái này là lặt cái gì nè. Làm ơn bỏ cái kiểu kính râm đi. Chồng. Lặt gì mà còn nguyên á. À. Úng là bẻ đây nè. Đợi chịu xe đi. Đủ, đủ rồi Kim. Đi chơi chơi Kim. Lên đây dạ. Đủ cho. Đủ. Bài bói à. Bài bói mày đó. Bài bói xem vôi. Cái râu mà bẻ chửi xói xả. Sâu quá, đủ sâu lắm á. Người tê tờ dê nội trợ chứ bè nội trợ. Dẹp làm sao, dẹp làm gì, dẹp có làm gì đâu. Dì lên không có sâu hả Úc à? Dì lên không có sâu hả? Cầm cái râu em nhớ ngày xưa cái Hiền lúc nó chưa biết ngập râu muống là như thế nào. Nó cũng cầm ngược như cười lên, xuống. Nó cũng cầm ngược như Kim, nó bắt từng cọng lá vậy đó. Hiền giờ biết là râu muống rồi. Ở đẹp mà biết là phải biết là không muốn đâu. Cái đẹp thường khó biết làm lắm. Ăn đâu muốn có lợi lắm nghe. Thế mà không có chồng được. Biết sao bữa cái vụ mà vô chui vô container chết ba mấy người bên nước ngoài không? Biết cái vụ đó. Lúc đầu mà tưởng là Trung Quốc không? Xong nó giật miệng ra thấy cộng đồng muốn biết Việt Nam. Ủa. Dịp nhìn cái Dịp. Để em lặng lặng mà. Không, em bạn nhìn thấy sáng lạng á. Nhìn thấy sáng lạng á Dịp. Cố gắng phấn đấu nha. Ở phía sau nữa kìa kìa, chùi cho sạch. Chùi xong ở dưới xong bắt đầu chùi lên cái lá luôn nha. À, mày vô đây đi chụp. Cái này chứ. Có sông nhiều lắm á. Chuối ở bên kia kìa. Đi qua chặt thêm đi. Mày đi qua đi. Thằng nào đi. Anh bán đi. Anh bán thêm một cái na chuối nữa đi. Rửa vào đây là em đó. Cường cưỡi đâu rồi? Cười đi, cười đi. Cười lên Dịp ơi, quay qua đây cười cái ỉ. Ồ, chết được. Dịp ơi, Dịp, né qua bên Dịp. Chụp cho nè, 1, 2, 3. Đẹp đó. Bài không biếu máu được. Trời ơi, ngon quá à. Không biết chưa? Chụp chưa? Chụp cái khỉ. Tôi hỏi là cái đàn ông là gì rồi? Rồi, nào uống bia thì qua đây. Lên, bò lên tiếp. Đó, hàng ngồi chỗ chị ba mà nè. Thank you.
sau khi no say chúng mình sẽ làm dọn vệ sinh. Thằng Bin bên này mày nhét đồ ướt cái gì vậy Bin? Lên giúp cái này nha. Ủa giúp đâu rồi? Cái tầm lên hết rồi á. Thôi chị ơi, chết luôn quá. Thôi gì mà thôi. Đau chân rồi. Đau chân quá. Đây. Đây là đi chơi mất dép à. Ông thằng đi đâu vậy? Đi. Đủ hết chưa?